Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đều được đảm bảo. Số vụ tai nạn giao thông giảm, người tham gia giao thông đã có nhiều chuyển biến nghiêm túc trong việc thực hiện nghị định số 100 của Chính phủ đối với nồng độ cồn. Theo Ban An toàn giao thông, từ Tết đến nay, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đều đảm bảo. Số vụ tai nạn trước Tết chỉ xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người, bị thương 1 người. So với cùng kỳ 2019, giảm 1 người chết, giảm 2 người bị thương. Nguyên nhân va chạm chủ yếu là do người điều khiển tham gia giao thông thiếu quan sát. Về thực hiện kiểm tra tình hình nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông chặt chẽ hơn, người tham gia giao thông đã có ý thức về việc không uống rượu bia trước khi lái xe. Các đội cảnh sát giao thông cũng tăng cường công tác, chuyên đề trên tuyến nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường trọng điểm như quốc lộ 5, tuyến đường nối hai đường cao tốc và những điểm đen dễ xảy ra tai nạn. Nhằm chủ động, kịp thời phát hiện, ứng phó phòng chống có hiệu quả các trường hợp lây nhiễm viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona, Sở Giao thông Vận tải đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị vận tải tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Ban Quản lý Bến Xe Khách Hưng Yên yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bảo đảm công tác vệ sinh môi trường tại nơi bán vé, phòng khách chờ, các khu vực trong bến xe và các trạm dừng đón trả khách. Đơn vị phát hành tờ rơi trên xe tại nơi bán vé, phòng khách, phòng chờ nhằm nâng cao nhận thức cho người dân. Lãnh đạo Ban Quản lý Bến Xe, Bến Thủy cho biết, cùng với phát tờ rơi tuyên truyền, đơn vị chủ động phát miễn phí 500 khẩu trang y tế cho các lái xe và hành khách nhằm phòng ngừa lây lan dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona. Ban Quản lý Bến Xe Bến Thủy là đơn vị được giao trực tiếp quản lý các cái bến khách ngang sông và bến xe khách trên địa bàn tỉnh. Thì chúng tôi cũng đã thành lập cái ban chỉ đạo về công tác phòng chống đối với cả dịch viêm đường hô cấp do virus corona. Ban chỉ đạo cũng đã thành lập cái đoàn kiểm tra đi kiểm tra về công tác phòng chống dịch của các cái bến xe khách và bến khách ngang sông ở trên địa bàn tỉnh. Thì trên cơ sở đấy chúng tôi cũng đã tuyên truyền về hướng dẫn các bến thực hiện các cái chỉ thị của các cơ quan trung ương, địa phương, ủy ban tỉnh và sở giao thông vận tải. Hàng ngày là trước 13:30 là ban là đều có cái báo cáo với cả ban chỉ đạo của sở về cái công tác phòng chống dịch và các cái biểu hiện ở các cái bến. Thì đến thời điểm hiện tại là chưa phát hiện được các cái trường hợp mà có biểu hiện đối với cả dịch corona tại các bến. Tại bến xe Triều Dương, bến xe La Tiến, các xe xuất bến về bến đều được phun rửa sạch nhằm đảm bảo vệ sinh phòng dịch. Mọi lái xe, hành khách đều chấp hành tốt, đeo khẩu trang, được phát miễn phí. Nhà xe hướng dẫn hành khách giữ gìn vệ sinh, đảm bảo việc đi lại, chủ động phối hợp và cung cấp thông tin kịp thời. Quá trình đi lại trên xe thì anh em lái phụ xe cũng có nhắc nhở là hành khách là nếu có khẩu trang y tế thì đeo, hoặc không có thì nhà xe sẽ cung cấp miễn phí cho hành khách thì trên xe để đảm bảo an toàn cho chính hành khách và những người đi xung quanh. Các đơn vị khai thác bến xe, các điểm nhà chờ đều được nhân viên bến tuyên truyền để đề phòng tránh lây nhiễm cho người thân và mọi người xung quanh tại bến xe. Các quầy vé, phòng cách chờ với nội dung như đeo khẩu trang y tế khi giao tiếp hoặc trên các phương tiện giao thông công cộng và tránh đi lại đến những chỗ đông người. Tôi là người ở Thái Bình, tôi lên thăm cháu ở Hà Nội. Thế là nghe cái tuyên truyền của các cái thông tin đại chúng ấy thì tình hình dịch bệnh corona nó phát triển. Thì đến đây thì cũng được bến xe là cấp phát khẩu trang y tế miễn phí. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, nắm bắt thông tin, nhất là những khu du lịch, nơi tổ chức lễ hội tụ tập đông người, khu vực bến xe. Phối hợp tốt các lực lượng có liên quan để kịp thời phát hiện, phòng chống có hiệu quả dịch bệnh nhằm đảm bảo cho các phương tiện và người tham gia giao thông. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.